một triều đại tàn bạo. Dân chúng oán than: chính nghĩa đương đầu với tội ác. Chỉ cần công hạ Bác Giả, bắt sống Tiểu Lỗ Dương, bổn dương lập tức hồi phục thân phận ba đồ lỗ của khanh. Dương gia cứ việc đợi được rồi. Đón xem Thất Kiếm Vô Song lúc 20 giờ trên SCTV Phim Tổng Hợp.